cái quality nó không có good, con hiểu không? Còn lấy cái đó, không nè. Lấy cái đó đi. Không, một. Còn cái này. Này, đó. Cái này với cái này. Rồi. Cái này. Chỉ có hai cái đó là có ai bình luận thôi. Chứ còn ai có nhớ iPhone bắn qua nhanh nè. Không được rồi, con không có đủ gì hết. Còn bao nhiêu với là một? Con làm như còn có... không nhớ nữa. Con làm bao nhiêu ký? 220. Con có, cũng không có gì hết. Ờ, cái đá chụp. Bởi vì cái đồ con được không? Chán lắm. Tại vì cái máy của con hôm qua cái ông mà hôm bữa ông quay đó. Trời ơi, bữa tống cho con một phát một quanh máy một. Ủa, cái mà y ta đặt quay ra là cái của con hả? Cái mẹ ta dựng ổng á. Ờ, của ông à. Nhưng mà ổng không có edit lại có. Không phải, ổng trả đâm nhập không có quay. Mà cái giữa mình. Đó, chú muốn con chuyển direct gì đó thì nó đủ 4K con hiểu không? Dạ đúng. Chứ còn nếu mà con download xuống không đâu, download cái kia chú nốt cái 4K được không? Ok. Con có cách. Ok. Tại vì thường á, thường thường là một căn đất không à. Đó con cũng qua hết rồi đó. Rồi, qua hết 2 file rồi chứ, không hơn nữa. 2, 2, 2, 1, 6, 0 rồi.